Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là con dòng âm ly LX Tra nổi tiếng của Sansui. 6 lá 7 LX Tra, đẹp xuất sắc, có hồi gỗ luôn nha các bác. Em này thì công suất khỏe, chạy 8 sò 250W. Các bác chơi những dòng loa mà bass 30, những loa khó tính. Tại vì những dòng này lực đánh rất là tốt. LX Tra rất nổi tiếng từ model 6 lá 7 này cho đến là 7 lá 7 và 9 lá 7 nha. 6 lá 7 ở phân khúc tầm em đang giao các bác là có hồi gỗ luôn, là 10 triệu đã bao gồm phí ship nha. Máy đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Mạch bóng gương 250W, các bác có thể kết hợp hát karaoke với những cặp bot. Em này đánh hai cặp bot vô tư nha. 250W chạy 8 sò. Có hai hồi gỗ ốp xương. Máy nhìn rất là ngầu. Nhà phía trên nắp của máy rất đẹp nha các bác. Đây. Đẹp long lanh luôn nha. Mời các bác cùng xem này. Đấy. Mặt luôn là mặt bóng gương nha. Giá 10 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Rất là mới. Nội địa Nhật nha các bác, điện 100V nha, 100V, 250W, 200 loa, thử kháng là 4-16 ohm, nên các bác nó dễ ghép loa là ở im này. Và dòng lưỡi tra trung âm rất là hay. Có lô nét nha các bác, toàn bát chép lô nét đầy đủ nha. Đây, khi con này phải bấm hai lúc này vào nha, mình mới canh chỉnh nó mới phê. Hay đánh hai cầu loa ABA cộng B nha, hay là những cầu tín hiệu đầu vào. Volume tổng này. Đấy. Cà phê. Rồi sau đây em mời các bác xem nội thất bên trong. Vâng, đây là nội thất bên trong. Đây rất là keng nha các bác. Thân phôi trên giữa và mũi vế là các bạn thấy cái phần tản nhiệt nó còn óng ánh luôn này. Đây. Đấy, mũi tinh 4 sò và phần bo âm sắc cực mới nha. Nhìn nó mới, nó óng ánh này coi. Đấy. Hai tờ lục nguồn nha các bạn. 6 là 7 lợi tra 250W, hàng nội địa Nhật 100V, chơi thoải mái hai cặp bot và có thể giải trí trong karaoke gia đình khi các bạn ghép một con vang vào. Tại vì những dòng này nó chịu đòn rất là tốt. Đánh hai cầu loa, các bác sẽ chơi lần một lần hai cặp bot hoặc là hai cặp un, hoặc là chơi những cặp un cái Odia tông bass 30 rất là căng. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này 0978 338 14 hay là 0965 77027 nhé.